Có thể nói là cỏ và hoa luôn hòa quyện cùng với thiên nhiên và đã bao đời nay đi vào biết bao nhiêu là những ca khúc lãng mạn trữ tình và chiếm được cảm tình của rất đông đảo những người yêu âm nhạc. Và chủ đề cỏ và hoa của Còn Mãi Với Thời Gian ngày hôm nay xin phép được chọn trích giới thiệu với quý vị một số những tác phẩm hoa cỏ thật là mềm mại, thật là sâu lắng và hy vọng là sẽ đem đến cho quý vị những phút giây thưởng thức thật là thi vị. Và điều đặc biệt hơn nữa, tất cả các tác phẩm hoa cỏ ngày hôm nay đều sẽ do những gương mặt của Tiếng Hát Truyền Hình 2012, một số những khách mời gắn bó mật thiết với Tiếng Hát Truyền Hình cũng như là một số các thí sinh của cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh của Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện. Và phần 1 của chương trình của chúng ta ngày hôm nay trước hết sẽ đưa quý vị đến với những ca khúc về cỏ. Mà nhắc đến cỏ có lẽ là trong tâm thức của nhiều người sẽ nhắc ngay đến những giai điệu thật là mượt mà, êm ái, mang đậm chất dân ca Nam Bộ của nhạc sĩ Bắc Sơn, ca khúc Em Đi Trên Cỏ Non. Một câu chuyện ấm áp tình thương gia đình và nó cũng dung dị đi vào lòng người, cũng mềm mại và dịu dàng, êm ái, dung dị giống như những giai điệu của bài hát này vậy. Thương lắm như ruộng đời phù sa, thua
Thương lắm như rừng phù sa. Thôi về